Giới thiệu cả nhà ha. Hôm nay thiết bị máy nhập khẩu của mình chuẩn bị giao hai cái máy mài kim loại hai đá hiệu Shintool nè. Đó. Shintool Made in Taiwan ha. Cái model của mình đây là GR801 rồi ha. Đó. Thì cái trọng lượng máy là 18.5 kg và trong phụ bì luôn là 19.5 kg ha. Thì máy mỗi một cái máy như thế này thì nó sẽ theo gồm có một cái chân đế. Chân đế như thế này ha. Đó. Nè, cái chân đế ghi nè, có 8 GR801 ha. Thì mình lần này mình giao hai máy GR801. Thì anh kỹ thuật đang đã khui cái kiện ra nè. Kiểm tra phụ kiện từng máy có đầy đủ chưa để trước khi khách giao cho khách ha. Thì 801 là xài điện áp là 220V một pha ha. Đó, thì phụ kiện của nó sẽ gồm có cái những cái gá cử nè, để mà gắt cái tấm kính che phôi nè, và đai ốc ha, hướng dẫn sử dụng. Thì bên trong nó sẽ có cái máy chính như thế này. Đó. Máy được đóng trong thùng mút ha. Shop, lock shop trong đó. Đó. Model chúng ta đây. GR801 GR801 ha. Hiệu Shintool. Điện áp là 220V. Một pha, công suất motor là 0.3 kW nè. Tốc độ đá là 2850 vòng trên phút nè. Thì số seri cái này là 232727 ha. Đó, sản xuất tháng 5 2023. Đây là cái dòng máy mài kim loại hai đá, kiểu đường kính đá là 200mm, chiều dày là 19mm và cái lỗ trục á là 16 ha, cốt đá 16 nè. Đó, đây một máy ha, để sẵn đây đi. Và đây sẽ cắt thêm một cái khui một kiện thứ hai. Cũng là 801 luôn. Để kiểm tra phụ kiện và ghi số seri lại để bảo hành cho khách ha. Thì cái máy này, máy mài kim loại hai đá này mình chỗ mình bán bảo hành 6 tháng ha. Đó, cũng là model GR801 luôn. Đó. Đây ra trước. À, đầy đủ phụ kiện ha. Hướng dẫn sử dụng luôn, có luôn đầy đủ tấm kính che phôi an toàn. Model nè 801 nè, điện áp là 220V nè, số seri là 232726 rồi. Đó, cũng thì nếu mà anh em nào mà muốn cái dòng đá 200 như thế này, nó mà 200 như này mà sử dụng điện áp 380V 3 pha thì mình cũng có luôn ha. Anh em sẽ tham khảo cái model là GR803 thì nó cấu tạo hoàn toàn giống như con này, chỉ khác điện áp thôi. Hoặc là có nhu cầu mua lớn hơn, đá tới 2,5 tấc, đường kính 1,5 tấc thì mình có thể tham khảo model là GR1001 hoặc là GR1003. Muốn đá lớn hơn nữa là cũng có luôn, là model là GR1203 với đường kính đá là 300 ha. Sử dụng điện áp 380V 3 pha. Đó, nói chung là máy này đã đầy đủ ha. Nè. Đã bán rồi ha. Chuẩn bị đang chờ rắc xe nó tới mình giao luôn thôi. Máy mài hay đá cho mình bán là có luôn kèm hai chân đế ha. Đó, có chân đế luôn. Thì trước khi, nói chung là bán ở đâu cũng vậy, thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, thì trước khi bán thì anh em kỹ thuật đều phải quy trình là phải khui ra, khui kiện ra thế này để kiểm tra ha, ghi là số seri. À,
sau khi đã kiểm tra thì đi xuống thì sẽ dán lại, chờ xe đến lấy hàng thôi. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đồng Nai, Bình Dương thì bên mình sẽ giao hàng tận nơi ha, miễn phí. Còn đối với những ở vùng tỉnh thành xa như là ở Hà Nội hay là ở Hải Phòng, các tỉnh phía Bắc á, thì sẽ mình sẽ gửi hàng qua dịch vụ vận chuyển ha, đó là công ty vận chuyển như là Newbox nè, hoặc là Vietta, Cari, Tỉnh Thành, hoặc là Viettel Post, vân vân. Đó, đằng kia đó thấy là mấy cái thùng cắt tông, đó là chân đế của 1203 ha, R1203. Đó, đằng chỗ cái túi màu đỏ đó là một những cái máy mài model khác á, như là 1001 nè, 1003 nè ha. Đây, còn rất là nhiều luôn, hàng không có sẵn. Đây, như đây là cái 803 nè, là 803 nè ha, này là đá mài, đá thô A36, 360 luôn, đây ha. Rất là nhiều. Thì anh em thì mua hàng tại thiết bị máy nhập khẩu chúng con của mình thì có thể đến kho xác hàng thoải mái nè, nói chung hàng mà nhập về nè, còn dây đai còn nguyên đai luôn nè, chỉ khi nào bán thì mình cắt đai ra ha, mình mới kiểm tra ha. Đó, giờ là 1001 ha, đá 250 ha. Đó, rất là nhiều. Còn đây là GR 1203. Đá nè, đá 300, đường kính đá 300, dày 50 ha, toàn là bộ là made in Taiwan hết nè. Đó, ống kiện gỗ chắc chắn ha, đây là chân đế của nó nè, cái chân đế cho cái model này R1203 nè ha. Thôi, anh em mà có nhu cầu tư vấn hoặc mà báo giá máy mài hay lá xin tôn GR, cái dòng GR, những cái dòng mà đa chức năng như là CN rồi đó, là vừa đá vừa mài cước hoặc đánh bóng, là liên hệ hotline 0975157412 ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Đây, cái chứng từ giao hàng của mình chuẩn bị giao cho khách ở thành phố Hồ Chí Minh nè.